Chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác đã xem đến kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Thì ngày hôm nay Vườn Lan Trường Sơn chia sẻ cho anh chị em một cái kiến thức rất là nho nhỏ. Và rất nhiều người gọi điện đến khi mà chưa mua hàng của Vườn Lan Trường Sơn đâu, nhưng mà lại cũng hỏi là cái mùa này em ơi, cho chị hỏi, cho chú hỏi, cho cô dì, chú bác hỏi là mùa này có phải cắt nước cho cây hoa lan hay không. Thì cũng xin nói với anh chị em trong cái video này là không cần phải cắt nước mọi người nhé. Vì lý do là tại sao? Ở ngoài tự nhiên thì theo môi trường tự nhiên nó rất là có cái độ ẩm của không khí này, kể cả mùa đông hay mùa thu gì đấy, cây mùa thắt ngọn, tức là nó ít mưa nên là cây nó sẽ chậm phát triển lại để nó chờ ra hoa và đứng ngọn, đóng ngọn lại để chờ ra hoa nha anh chị em nhé. Nên là mọi người không cần thiết là phải cắt nước làm gì cả. Vì có rất nhiều cái kiến thức chia sẻ cho anh chị em rằng là chúng ta phải cắt nước, chúng ta phải thế nọ, phải thế kia để cho ra hoa. Đấy, nhưng không cần thiết, khẳng định với anh chị em, cô dì, chú bác là chúng ta không cần thiết phải như thế. Nếu như chúng ta làm, một là cây nó sẽ bị kém đi, tức là bị héo thân, tóp thân, rồi là chậm phát triển. Nói chung là rất nhiều thứ để cho cây hoa lan của chúng ta sẽ không được đẹp. Nên anh chị em cứ tưới tắm bình thường cho em, anh chị em nhé. Vâng, và tiếp theo cái video, sau cái bài chia sẻ này thì mời mọi người cùng lựa chọn cho mình những cái giỏ hoa lan tại vườn. Bất kể một muốn chia sẻ về tất cả cách trồng và chăm sóc thì anh chị em cứ alo qua số điện thoại 0987829002. Số điện thoại này em sẽ thường xuyên nghe, và nếu như bận thì em sẽ alo lại cho mọi người. Đấy, mọi người không phải ngại gì đâu nhé. Ở đây em có một giỏ chuỗi ngọc, giá là 180.000 đồng anh chị em nhé. Đấy, mã số 48, 180.000 đồng. Với bộ rễ rất là khỏe, đẹp. Đấy, anh chị em có thể lên chậu theo ý muốn. Đấy. Số 50, chuỗi ngọc có giá là 250.000 đồng anh chị em nhá. Đấy, bộ rễ thì rất là đẹp rồi, cực kỳ là khỏe rồi nha. Đấy, 250.000 đồng. Số 51, ở đây chúng ta có một chậu kiều dẹt có giá là 150.000 đồng anh chị em nhá. Đã được trồng thuần đây này. Về mọi người chỉ việc tìm một cái chậu đặt vào, thế là rất là đẹp luôn. Mã số 51, 150.000 đồng ạ. 53, ở đây em lại có một cái giò lụa vàng đang có nụ này. Anh chị em nhìn đây nhá, đang có nụ, sưng nụ đây này. Đấy, đây, đang nụ to đấy này. Đấy, tầm này anh chị em lấy về là vừa đẹp này. Gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thân tơ nhá, 6 thân hoa đấy ạ. Chậu này em để cho mọi người với giá chỉ có 250.000 đồng thôi mọi người nhá. Anh chị em nhá, cô dì chú bác nhé. Số 61 anh chị em nhá. Mã số 61 này cũng là một chậu hoàng thảo kèn Lai Châu. Hàng người dân họ trồng, họ mang về cho em cách đây cũng lâu lâu rồi đấy. Thì cũng xin chia sẻ cho mọi người thôi. Gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 thân anh chị em nhá. Mã số 61 này em để cho mọi người với cái giá là 2 triệu đồng anh chị em nhá. 2 triệu đồng. Mã số 65 anh chị em nhá. Một giò thập hoa hoa siêu tím. Đấy, anh chị em biết rằng thập hoa hoa siêu tím thì rất là nhiều người mong chờ và muốn sưu tầm được. Thực ra là một thập hoa thì rất là nhiều, nhưng cái cơ bản là cái độ đẹp của cái chậu thập hoa nó như thế nào thôi ạ. Đây, rễ này nhìn xum xuê luôn này, rất là khỏe, rất là đẹp. Đấy, cái này anh về, anh chị em về chỉ việc tìm một cái chậu siêu đẹp nữa đặt vào thì không phải chê luôn. Chậu 65 này, mã số 65 này có giá là chỉ có 250.000 đồng thôi anh chị em nhá. 250.000 đồng. Một chậu đùi gà có mã số là 36 nha anh chị em nhá. Rất nhiều thân tơ luôn, và năm nay thì chắc chắn là có rất nhiều hoa rồi. Mã số 36 này em để cho anh chị em với giá chỉ có 300.000 đồng thôi nhá. 300.000 đồng giò đùi gà mã số 36 này. Số 52. Một chậu hoàng thảo đơn cam trồng thuần chủng tại Lai Châu rất là to anh chị em nhá. Đây, anh chị em nhìn này, rất nhiều thân tơ luôn. Hàng này là gọi là VIP luôn. Em trồng trên một cái chậu đường kính 35cm. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Đây là em chưa tỉa tót này, nào nó chưa được gọn gàng thôi. Nhưng cây này này năm nay hoa cứ rực một cái góc luôn nếu anh chị em sưu tầm. Đấy, mã số 52 hoàng thảo đơn cam giá là 800.000 đồng anh chị em nhá. Vâng, và mã số 57 anh chị em nhá.
Mã số 57 đó là một giò hoàng thảo đùi gà rất là đẹp và nhiều thân tơ. Trồng cây gỗ như thế này thì anh chị em về ghép vào cây cau thì phải nói là quá tuyệt vời luôn, không có gì có thể diễn tả được nếu như mà cái chậu giò đùi gà này ghép lên cây cau. Hoặc là bất kể một cái cây cảnh nào mà nhà anh chị em cũng có thể là để ở ban công và chúng ta cứ vậy và chăm sóc thôi. Giò đùi gà mã số 55 này có giá là 700.000 đồng nhé. Mã số 55 này nó có giá là 700.000 đồng anh chị em nhé. Vâng, mã số 16 anh chị em nhé. Một giò đuôi chồn rất là đẹp. Gồm có 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cây nhé. Đây. Anh chị em nhìn thấy chưa? 9 cây. Cực kỳ là đẹp luôn này. Đấy. 9 cây. Giá chậu này là 550.000 đồng anh chị em nhé. Mã số 16, 550.000 đồng. Mã số kiều tím, kiều siêu tím 34. Anh chị em nhé, kiều tím 34, giá là 500.000 đồng. Đây anh chị em nhìn đây này, nó rất là đẹp. Kiều này kiều siêu tím và nó có hoa vào dịp Tết nha anh chị em nhé. Kiều vuông siêu tím, đang mọc rất là nhiều mầm đây này, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, anh chị em nhìn đây, cái tay của em cầm vào đây, cực kỳ là to này. Đấy. 500.000 đồng anh chị em nhé. Mã số 30 này anh chị em này. Đây bao gồm có một cây hoàng nhạn tháng 4 này. Rất là to nha anh chị em nhé. Độ dài của cây này khoảng 40cm này. Quế tím này. Toàn cây quế tím to này. Đấy. Ghép trên một cây giò gỗ gù hương anh chị em nhé. Và anh chị em sưu tầm giò này em đánh số mã 30 là có 1.600.000 đồng thôi. Anh chị em so sánh cái người em nhìn đây. Cái giò lan này. Cực kỳ là to luôn nhé. Đấy. Giò gỗ gù hương trồng năm nay là năm thứ tư rồi. 1.600.000 đồng. Đây là một giò dáng hương tam bảo sắc anh chị em nhé. Hàng lá xếp của rừng Lai Châu. Hiện tại thì em trồng giò này là đến nay là cũng được 3 năm rồi anh chị em nhé. Thì đây gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ngọn anh chị em nhé. Dáng hương tam bảo sắc rất là đẹp luôn này. Cái bộ rễ đây, mọi người nhìn thấy bộ rễ chưa ạ? Dài ngoằng luôn, cực kỳ là đẹp nhé. Và dáng hương tam bảo sắc này anh chị em sưu tầm, em đánh dấu mã đây là mã số 33, 800.000 đồng nhé. Xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Ngày hôm nay thì Vườn Lan Trường Sơn chia sẻ cho anh chị em một cái vấn đề về cái chăm sóc hoa lan vào cái mùa đứng ngọn hay là phình thân thắt đốt. Đấy. Đến thời điểm này thì có rất nhiều anh chị em cũng hỏi Vườn Lan Trường Sơn là em ơi có phải cắt nước không? Giò lan của em về chăm tưới thế nào? Thì em sẵn sàng chia sẻ cho mọi người luôn rằng là mọi người cứ chăm tưới bình thường. Anh chị em, cô dì, chú bác ở nhà tưới tắm cái vườn lan của mọi người như thế nào thì cứ chăm sóc như thế. Bởi vì sao? Vì vườn lan Trường Sơn không có phân bón hóa học cho bón lá này. Đấy, rồi là không có cái quy trình gì, trình tự gì cả. Mà cứ cảm thấy rằng là tưới gần như là 95% là nước. Đấy, còn 5% là phân bón gốc nhé anh chị em nhé. Thế còn một số thân cây thì em còn không có cho phân luôn ạ. Đấy thì cái mùa mà mùa này ấy, tức là vào mùa thu chuẩn bị là vào thời tiết se lạnh rồi. Cây bắt đầu đứng ngọn rồi anh chị em, cô dì, chú bác nhé. Thì những cái cây phong lan hoàng thảo nó sẽ bắt đầu chuẩn bị thắt đốt. Đây anh chị em, cô dì, chú bác cứ nhìn thấy như thế này. Nó thắt đốt lại như này ấy. Thì chúng ta sẽ cứ tưới bình thường, không cần phải cắt nước. Để rồi cây nó sẽ tự ra hoa, tự phát triển. Đấy. Thì đầu video ngày hôm nay em chia sẻ một cái nho nhỏ như vậy cho mọi người. Cứ thoải mái tưới bình thường, đừng để cho cây nó héo. Đấy, nếu như anh chị em cắt nước là nó héo cây. Đấy.